Hôm nay là chiều 30 Tết, mình sẽ cúng giao thừa. Như mọi năm thì cứ 30 Tết là gia đình mình sẽ cúng giao thừa ha. Ông xã mình sẽ cúng giao thừa. Thì ở nhà mình nấu món gì để ăn Tết thì mình dọn lên món đó để cúng thôi ha. Thì bữa nay mình có canh nè, canh bí dùng thịt nè, rồi dưa chua nè, tôm khô củ kiệu, dưa giá, dưa món, bánh chưng, rồi lỗ tai heo thấu chua ngọt để cuốn tráng. Rồi mình sẽ có cơm ăn với thịt kho tàu cũng như là thịt ram để cuốn bánh tráng, rồi bánh tét chuối, rồi tráng miệng thì mình có chuối chiên, chả giò chuối chiên và các loại bánh trái, bánh mứt Tết ha, để mình cúng trong ngày hôm nay ha, ngày 30 ha. Cúng để cầu nguyện cho gia đạo được bình an cũng như là năm mới làm ăn được phát đạt ha. Rồi cũng có cúng tiền nữa. Bây giờ ông xã sẽ thắp nhang và cúng cơm nha. Rồi bây giờ ông xã mình sẽ thắp nhang nha. Cầu nguyện. Rồi đây là trang trí Tết nhà mình. Mình có cây hoa đào, cây hoa mai, đầy đủ trái cây, rồi bánh chưng, bánh tét ha, hoa quả không thiếu thứ gì. Ở Mỹ mà mình ăn Tết thì cũng giống như Việt Nam thôi, nếu mà nhà nào chịu ăn Tết. Bên kia là Happy New Year, năm nay là năm con mèo, mình cũng có hai chú mèo. Ở Mỹ là năm con thỏ nha. Ở bên China là con mèo là con thỏ ha. Rồi ở đây có mâm ngũ quả để sau 12 giờ là cúng giao thừa, cúng ông trời, mâm ngũ quả ha. Một chút ngày xuân của người Việt sống tại Mỹ nha. Kính chúc ông bà, cô bác, anh chị em cùng toàn thể các cháu một năm mới, năm con mèo an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.